phát hiện siêu trái đất Ross-508b di chuyển dọc theo rìa của khu vực có thể sinh sống, xung quanh một ngôi sao lùn đỏ. Các nhà thiên văn đã phát hiện ra hành tinh ngoài hành tinh đầu tiên như một phần của chương trình chiến lược Subaru bằng cách sử dụng máy quang phổ hồng hóa IRD của kính viễn vọng Subaru. Hành tinh này, Ross-508b, là một siêu trái đất có khối lượng bằng 4 trái đất, nằm trong vùng có thể sinh sống được xung quanh một ngôi sao. Nước lỏng có thể hiện diện trên bề mặt của một hành tinh như vậy, và vì vậy, nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm sự sống trong các hệ sao khối lượng thấp trong tương lai. Nghiên cứu ngoại hành tinh đã đạt được những bước tiến lớn trong những năm gần đây sau khi phát hiện ra một hành tinh khổng lồ trên quỹ đạo xung quanh một ngôi sao giống mặt trời, hiện đang tập trung vào các sao lùn đỏ, những ngôi sao có khối lượng nhỏ hơn nhiều so với mặt trời. Tuy nhiên, khi quan sát sao lùn đỏ, các nhà thiên văn gặp phải vấn đề do độ sáng của các nguồn này thấp. Các cuộc tìm kiếm hành tinh trước đây sử dụng quang phổ kế ánh sáng khả kiến, chỉ tìm thấy một số hành tinh quay quanh các sao lùn đỏ rất gần, chẳng hạn như hành tinh Proxima Centauri b. Đặc biệt, các sao lùn đỏ có nhiệt độ dưới 3.000 độ vẫn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống về sự hiện diện của các hành tinh. Phương pháp chuyển tiếp cho phép bạn ghi lại những thay đổi về độ sáng của các ngôi sao khi một hành tinh đi qua trước một ngôi sao, không yêu cầu nhiều phó tổn như phương pháp Doppler quang phổ, vì vậy phương pháp chuyển tiếp gần đây đã trở nên rất phổ biến. Trung tâm Sinh vật học Thiên văn Nhật Bản đã phát triển thành công IRD, thiết bị Doppler hồng ngoại, máy quang phổ hồng ngoại có độ chính xác cao đầu tiên trên thế giới, dành cho kính thiên văn lớp 8m. Dụng cụ IRD của kính thiên văn Subaru có thể phát hiện những dao động nhỏ với tốc độ của một ngôi sao, có thể so sánh với tốc độ của một người đang đi bộ. Chương trình chiến lược IRD Subaru nhằm tìm kiếm các hành tinh trong các hệ thống sao lùn đỏ loại muộn được khởi động vào năm 2019. Dự án hiện đang trong giai đoạn quan sát chuyên sâu, 50 sao lùn đỏ đầy hứa hẹn đã được lựa chọn cẩn thận từ một nguồn lớn hơn nhiều. Hồ bơi của các ngôi sao. Hành tinh ngoại đầu tiên được phát hiện bởi chương trình IRD-SSP nằm cách trái đất khoảng 37 năm ánh sáng, quay quanh sao lùn đỏ Ross-508, có khối lượng chỉ bằng 1/5 mặt trời. Hành tinh này, Ross-508b, có khối lượng tối thiểu chỉ bằng khoảng 4 lần khối lượng trái đất. Khoảng cách trung bình đến ngôi sao mẹ của hành tinh chỉ là 0,05 đơn vị thiên văn, 1 AU bằng khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời, và hành tinh này di chuyển ở rìa bên trong của vùng có thể sinh sống được. Các tác giả chỉ ra rằng, điều thú vị là quỹ đạo của hành tinh có thể có độ lệch tâm tương đối cao hoặc đặc điểm hình elip. Trong trường hợp đó, hành tinh sẽ đi vào vùng có thể sinh sống được với khoảng thời gian là 11 ngày. Cho đến nay, chỉ có 3 hành tinh được phát hiện quay quanh những ngôi sao nhỏ như vậy, bao gồm cả hành tinh Proxima Centauri b. Các tác giả lưu ý rằng chương trình IRD-SSP sẽ tiếp tục giúp khám phá các hành tinh mới.